Em xin tự giới thiệu, em là Kỳ Duyên, sinh năm 2000 và hiện đang là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em rất vinh dự khi được tham gia vào chương trình Lễ hội Hoa Ban tiếp bước trẻ em đến trường và Hội chợ xúc tiến thương mại đầu tư năm 2019. Với chủ đề quyên góp xây dựng cầu treo để giúp trẻ em đến trường và cải tạo nguồn nước sạch vùng núi trên toàn quốc, em may mắn được nhận sự hỗ trợ từ công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng toàn cầu. Lễ hội Hoa Ban sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ đầy ý nghĩa cho hoạt động thiện nguyện lần này của công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng toàn cầu. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn.